mừng đội tuyển Sài Gòn Soccer đã giành được chiếc vé thứ hai để vào vòng chung kết. Và đứng kế bên tôi là Celebrity đến từ đội tuyển Sài Gòn Soccer. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho bạn đó là sau ván đấu thứ tư thì đội đã làm gì để giữ lại tinh thần và giành chiến thắng tại trận thứ năm? Sau chiến thắng thứ tư thì đồng đội đã tin tưởng em và tin tưởng mình. Và thầy cũng đã tin tưởng mình để giúp em có động lực để đánh để giành lấy chiến thắng này. Vậy còn trong 5 ván đấu thì đội của các bạn đã đưa ra đến 4 năm đội hình thi đấu, thì liệu các bạn có còn đội hình nào khác nữa không? Đội hình của mình thì rất nhiều chiến thuật để đánh với những đội tuyển khác nữa. Bạn đánh giá như thế nào về đối thủ của mình vào vòng chung kết ngày mai là Gearbike for Lewis? For Lewis thì lối đánh hay và chiến thuật rất tốt, nhưng mà quan trọng hơn là mình chiến thắng được bản thân của mình thôi. Vậy bạn có tự tin vào trận chiến của ngày mai không? Mình rất tự tin vào chiến thắng ngày mai. Vậy thì xin chúc đội tuyển của các bạn sẽ gặp may mắn trong trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bàn của bình luận viên.